đông hỏi tây, đến khi mà thấy rõ được cái dáng núi ở xa xa và tin chắc đó là núi Thị Giải, người ta không giấu gạt mình, thì địa vị đó gọi là kiến đạo, tức là mắt mình đã thấy rõ nhưng mà còn xa. Nhưng mà đến lúc nào mình đi tận đến nơi, lên đến đỉnh núi Thị Giải rồi, thì khi đó mới gọi là chứng đạo. Quý vị hiểu chưa? Cho nên giai đoạn đầu tiên là phải thấy đạo, thì trong nhà thiền gọi là kiến tánh. Kiến tánh có một cái niềm tin rất mãnh liệt là mình đã đi đúng đường, biết rõ đường đi nước bước, cho nên không còn nghi ngờ nữa. Một người được gọi là kiến đạo ở trong Phật giáo thời Nguyên Thủy thì người đó có cái nhìn đúng đắn về thân. Như hồi sớm mơ tôi nói đó, nhìn thân này không quý trọng nhưng cũng không khinh dễ, coi nó là một phương tiện để đưa mình qua sông như chiếc bè, không tô điểm nó nhưng mà cũng không hủy hoại nó, không buông nó trước ngày chúng ta về tới nơi tới chốn. Cho nên đó là cái nhìn đúng về thân. Thứ hai nữa là không còn giữ những giới luật vô ích. Thường thường á, mình cứ là giữ giới này vì sợ bị quở, giữ giới kia vì sợ bị rầy, là chúng ta bị đặt vào trong một cái mê mờ, cho nên không biết mình sinh ra đây từ đâu, rồi không biết là ông thần nào hay là vị trời nào điều khiển vận mệnh của mình, cho nên chúng ta tin vào những cái mãnh lực bên ngoài có thể chi phối mình, cái đó gọi là mê tín. Và khi hiểu rõ nhân quả, biết rõ hạnh phúc hay đau khổ từ mình mà ra, người này biết rồi không còn tin và giữ giới sai lầm nữa, cái đó là phá giới cấm thủ. Và người này có một cái niềm tin mãnh liệt nơi khả năng chuyển hóa hoàn cảnh của mình. Niềm tin đó Đức Phật nói thế này: giả sử tụi con trồng một cây xoài, rồi tụi con cầu nguyện cho có quả xoài, thì dù cầu nguyện hay không, đến ngày tụi con chăm phân tưới nước đến đủ năm đủ tháng thì nó cũng ra hoa, ra trái. Còn bây giờ giả sử như mình trồng cây cam mà mình cầu nguyện cho nó trổ cái xoài thì điều đó không thể được. Cho nên niềm tin của người Phật tử là biết rõ cái nhân quả, với cái nhân tốt này thì tự nhiên đi đến cái quả tốt, chứ không phải do cầu nguyện mà nhân mà quả trở thành tốt. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không? Thành ra làm sao? Hôm qua có một người Phật tử vô hỏi tôi chứ thiền giúp cho cô cái gì? Thì tôi nói hồi tôi mới đi tu á, thì tôi đọc theo sách vở, nghĩa là thiền hay là lối sống của người Phật tử hay là kinh điển của nhà Phật giúp cho tôi giải quyết sinh tử, có nghĩa là không còn sợ chết. Nhưng mà không sợ chết vì cái chết chưa đến, mà cũng có nghĩa là không sợ sống. Quý vị hiểu chứ? Có người không sợ chết, cho nên khi gặp hoàn cảnh nào khó khăn quá liều mạng chết, nhưng mà sợ sống. Làm sao không sợ sống và không sợ chết? Mà biết như vậy có nghĩa là làm sao bình tĩnh trước những nghịch và thuận của đời sống. Giống như mình mua vé hát vô coi vở tuồng rồi đó, trên đó người ta giết nhau, đâm chém, thù hận đủ thứ hết, thì mình vẫn coi, vẫn thưởng thức, nhưng mà không có khóc theo. Thì cái người này phải nói là người thưởng thức nghệ thuật. Còn cái người mà trên kia khóc, dưới này khóc, trên kia đâm chém, dưới này cũng phủ vỏ rồi á, thì cái người này gọi là bà liệu, phải không? Cho nên chúng ta vào thế gian này, thường thường trước khi gặp Phật, gặp thiền hữu tri thức khai ngộ, thì chúng ta khóc cười như bà liệu. Và khi gặp chuyện vui thì chúng ta nhìn đời lạc quan, khi gặp chuyện buồn chúng ta nhìn đời bi quan, rồi chết rồi tự giận, thì đó là những thái độ của phàm phu. Còn bây giờ thì mình đã lỡ mua vé vô rồi, mà chị nào đi coi hát thì biết cũng phải mua đe vé chợ đen dành giật chứ lắm mới vô được, thì ráng ở coi do giảng tuồn để ra ngoài thấy ta chen vô là mình lại tiếc rồi vô nữa. Thành ra người Phật tử không sợ chết cũng có nghĩa là không sợ sống, luôn luôn bình tĩnh trước những biến động của đời sống, thấy rõ rằng những gì xảy ra cho mình đã xảy ra cho cả loài người, chứ không phải chỉ riêng mình. Mà người xưa người ta vượt qua được thì mình vượt qua không được cũng được, mà vượt không nổi thì nó chết, mà chết thì ai cũng chết đều, chứ đâu phải mà mình chết, chỉ riêng mình. Mà quý vị có tưởng tượng mà cả thế gian này chết rồi phục mình sống, mình sợ ma thiết bồ gì gì. Cho nên cái món quà sinh lão bệnh tử đồng đều cho tất cả mọi người, trước khi cái chết đến thì chúng ta phải sống đã. Mà sống ở đây làm sao sống với một thái độ bình tĩnh, không si mê và không bị những nghịch và thuận của đời sống làm mình điên đảo, thì đó là cái chỗ mà nhà thiền hay nhà Phật muốn giúp cho chúng ta. Nên khi cái người được gọi là vị tăng mà xứng đáng biểu chân tăng là người đã có một cái niềm tin quyết định, có nghĩa là đã chứng đạo rồi. Rồi bây giờ đối với thế gian có người không tin, tức là không chịu, thì có thể mặc tình cho vị đó cật vấn, muốn hỏi gì cũng được,
chỉ biết rằng với người đã kiến đạo rồi, đặt thẳng cội nguồn là cái chỗ mà Phật muốn chỉ cho mình, gọi là Phật sở ấn. Còn những chuyện trích diệt tầm chi thì Ngài không có khả năng. Trích diệt tầm chi là cái gì? Có nghĩa là chặt lá tìm cầm. Quý vị thấy, ví dụ một cái cây đó mà mình nhổ gốc rễ nó lên thì nó không có đâm nhắm đâm cầm. Mà ví dụ như chúng ta cắt ngang thì nó cứ đâm chồi nảy lọc, đặt cái chồi này nó đâm cái chồi kia. Thành ra cái đường của thiền tông là chặt thẳng cội nguồn, đào tận gốc rễ để nó không còn sinh sôi nảy nở nữa. Còn tất cả những cái chuyện mà nhặt trích diệp cầm chi, có nghĩa là nhặt lá tìm cầm đó, những cái chuyện mà nói quanh co phương tiện đó, Ngài không có nói. Thì bây giờ tôi đưa ví dụ để quý vị thấy cái cách nói thiền tông nó làm mít lòng mình biết bao nhiêu, là vì không có chịu nói quanh co phương tiện. Ví dụ như bây giờ một người Phật tử đi đến chùa than với tôi là con khổ quá. Có lần có một cô Phật tử đi từ miền Tây lên đây gặp tôi thì khóc. Tôi mới hỏi sao cô khóc, cô nói dạ ẩm theo con mẹ rồi. Thì tôi mới hỏi chứ theo đi đâu, nó dạ đi Đà Lạt. Nói bây giờ cô tính sao, nó tính sao nữa cô. Cái bầy em chồng, chị chồng với má chồng con hỗ trợ cho con mẹ, cái bầy quỷ đó hại con tu không được. Thì lúc đó tôi mới nói một cách tích diệt tầm chi. Tôi nói thôi cô bình tĩnh đi, cái gì cũng có nhân có quả, phải không? Coi như mình thiếu nợ người ta, giờ người ta đòi nợ. Coi như hồi trước mình hại người ta, giờ người ta hại mình. Cái đó là cái cách nói lâm quanh để cho cổ thấy. Trong khi nói như vậy thì coi như là tôi an ủi cổ, nhưng mà đó không phải là lối chặt thẳng cội nguồn. Mà lối chặt thẳng cội nguồn là tôi phải nói thế này: dạ thưa cô mới vô, tôi chưa biết cô là tên gì, họ gì, người từ đâu tới. Và bây giờ tôi xin mạn phép hỏi cô, chứ tôi hân hạnh hầu chuyện với ai đây? Thằng cha, con mẹ, bầy em chồng, chị chồng, bà già chồng hay là cô? Trong khi đó chỉ thấy có một mình cô tới đây, còn con mẹ, thằng cha với cái đám kia tôi không thấy ai hết. Thì tôi là người hầu chuyện với ai? Quý vị thấy chứ. Thì cái câu nói mà chặt thẳng cội nguồn này sẽ làm cô đó mất lòng, nhưng mà thật sự sẽ chỉ cho cô thấy là cô chỉ đến đây một mình, và tất cả cái đám phụ tùng cô mang đến đó hoàn toàn là ảo tưởng của cô. Quý vị hiểu chỗ này. Cho nên các thiền sư hay đi thẳng vào chỗ này. Mình tới than gian rên rỉ hỏi cái gì, Ngài hay đặt câu ông là ai. Lúc đó mình khựng lại, nghĩa là buông hết những cái người, những vật mà đang ám ảnh tâm mình ra, mình là cái gì. Thì khi đó chúng ta sẽ đối diện với cái gọi là bản lai vô nhất vật. Thường thường đó, mình hay nghĩ rằng á, giả sử như một người, một cô thiếu nữ lớn lên không có chuyện gì để lo hết, phải không nè? Thì mình coi như những bà già có cháu có con rồi, dồn lại cái quãng đời thiếu nữ mình mới thấy thời đó là sung sướng. Nhưng mà thử hỏi mấy cô thiếu nữ hiện diện ở đây có thấy mình sung sướng hay không? Cũng thấy mình còn thiếu. Rồi đến khi mà lớn lên lập gia đình, có chồng có con rồi thì nghĩ nuôi con, đến lúc mà nó lớn mình sẽ chắc khỏe dữ lắm. Nhưng mà nuôi con lớn rồi thì bắt đầu sắp vỏ đi thăm cháu, thấy không nè? Mà nuôi cháu lớn rồi thì đi để thăm đến chắc, lúc nào chúng ta cũng có sự bận tâm hết. Rồi bây giờ giả sử những người mà đang bận tâm vì con cái, vì gia đình đó, có nhiều cô vô đây than với tôi, thấy mấy cô mà tụi con thèm, tụi con bận bịu chồng con mệt mỏi quá, phải mà được như mấy cô thông thả thì sướng biết nhiêu, ở đây thiệt là thiên đàng. Thì có một vài người rất thân với tôi mới đặt câu hỏi lại: giả sử như bây giờ mấy cái phụ tùng chồng con mà chị gọi là gông cùng đó tự nhiên tiêu mất tiêu hết, chị có mừng không, hay là chị uống thuốc chị tự giận? Thì chị bạn đó mới nói dạ chắc tự giận con, tại cái gông chết thì em cũng phải chết theo. Cái gì thấy rõ không nè, phải không? Một người nuôi con, nuôi quyến thuộc mình cực khổ quá thì mơ được giải thoát. Nhưng mà khi giải thoát, giả sử như bữa nào đó mình nghe tin người thân mình chết chụm hết, mình sẽ tự giận chết theo cho nó có bạn. Thì rõ ràng trong sự trói buộc thấy đau khổ, nhưng mà khi giải thoát nó lạnh lùng nữa, nó còn khổ nữa. Thì như vậy cho nên một người sẽ bận tâm về chuyện này chuyện kia, nghĩ rằng tại người đó làm mình đau khổ. Nhưng mà giả sử vấn đề này giải quyết rồi, mình sẽ có chuyện mới. Một người mà mắc nợ, trả nợ xong thì ao ước làm sao tôi trả nợ xong rồi là tôi khỏe rồi, tôi như là lên thiên đàng. Trả nợ xong rồi
tôi đến chùa tôi hỏi thăm sao nay trả nợ xong rồi lên thiên đàng chưa. Nó dạ lúc này con bận chuyện làm ăn, được dịp cần làm phải làm luôn con. Làm được 3 tháng tới nay tôi nói hỏi chuyện làm ăn tới đâu rồi. Nó dạ nay mắc nợ, giờ mà trả cái nợ này rồi con tưởng tới già. 1 năm sau nghe nó trả cái nợ này rồi tạo cái nợ khác. Thì rõ ràng hết vấn đề này mình sẽ đi qua vấn đề khác. Ngắt lá tìm cầm, ngắt xong rồi nó sẽ nảy ra những cái cầm nữa. Mà quên rằng cái vấn đề căn bản của mình đó là mình vô minh. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên vì có ngã cho nên có ngã sở, vì có mình chấp có mình thiệt cho nên chúng ta mới có những cái của mình. Ví dụ như bây giờ ngày hôm nay quý vị hiện diện ở đây, đi lên xe dành chỗ ngồi không có chỗ tốt thấy nổi sùng, đi ra dành dĩa cơm gặp dĩa mẻ cũng nổi sùng, rồi một lát nữa ra kiếm đôi dép không ra cũng nổi sùng, thì cái sùng đó tưởng là người khác. Nhưng mà nếu quý vị không sùng ở đây thì ở nhà cũng có chuyện nổi sùng như thường nè, phải không nè. Cho nên từ cái chấp ngã này chúng ta có không biết bao nhiêu là cái phiền não phụ tùng chặt thẳng cội nguồn, có nghĩa là thấy rằng cái ngã này không thiệt. Mà ngã không thiệt rồi thì ngã sở cũng không thiệt, cho nên tất cả phiền não từ đó nó không còn nữa. Như một người nằm mơ mà còn mơ hết giấc mơ này sẽ tiếp qua giấc mơ khác, mà kêu họ tỉnh dậy rồi á thì họ không còn nằm mơ, thì những cái chuyện vui buồn trong mơ không còn làm đau khổ họ nữa. Cho nên con đường của thiền tông là chặt thẳng cội nguồn, cho thấy rõ mình là ai trước đã, phá vô minh căn bản. Mà vô minh căn bản ở đây có nghĩa là chấp ngã. Phá được cái chấp ngã này rồi thì những cái ngã sở và phiền não dấn dứt chung quanh cái ngã đó không thành vấn đề. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên con đường thiền tông gọi là đường chim, hay là gọi là đốn ngộ là chỗ này. Mình nằm mơ, mình thấy giàu sang, phú quý, dinh dục trong đó. Rồi mình mơ, mình được cái lạc, thích, mà bị cái khổ thì buồn. Nhưng mà đổi lạc thành khổ, đổi khổ thành lạc thì cái đó là trò mơ. Nhưng mà ngay khi thức dậy thì khổ lạc không thành vấn đề với người này nữa. Cho nên cảnh giới giác ngộ được gọi là bất dị, không thể gọi là thiện, không thể gọi là ác, không thể gọi là khổ hay là lạc. Thì cái chỗ đó là chỗ chặt thẳng cội nguồn. Cho nên cái trí huệ trong các bố thí đó thì nhà Phật quý nhất đó là cái pháp thí. Bố thí là cho tiền của, phải không nè, hoặc là giúp công sức cho người ta. Nhưng mà cái này chỉ tạm thời thôi. Và cái vô ý thí có nghĩa là làm sao cho người đó hết sợ hãi. Mà muốn hết sợ hãi thì chỉ có cái là phải có trí huệ. Mà trí huệ là thấy rõ ngã không thiệt. Mà ngã không thiệt rồi thì không còn bị khổ chi phối nữa. Thì ở đây trong khuôn khổ của buổi học buổi chiều thì những vấn đề này là nhắc đi nhắc lại mấy năm rồi, thành ra tôi không có bỏ công nhắc nhiều. Nhưng mà hôm nay dòm thì thấy Phật tử mới nhiều quá, thành ra bảo đảm là tôi nói quý vị không biết nói cái gì, không biết ngã là cái gì. Thì thật ra tôi mượn ví dụ, hôm qua cũng có một số Phật tử ở Nha Trang vô và hỏi tôi về chúng sinh khổ, và Phật dạy cái khổ đó là vô minh. Thì vô minh là cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì tôi mượn kinh Duyên Giác để nói vô minh có nghĩa là chấp thân này là mình, và tóc chấp tâm sinh diệt là mình. Thân này tức là cái thân xác thịt này đó không phải là mình. Vì nếu không phải là mình là của ai? Thì cái ngã trong nhà Phật á, giải thích ngã có nghĩa là cái gì cố định bất biến. Và cái thân này á, thì thay đổi theo thời gian, 5 năm tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi thay đổi theo từng ngày. Lâu lâu gặp lại mình chỉ ngạc nhiên hỏi ủa sao bà già quá vậy, có nghĩa là đã đổi. Mà cái này gì đổi thì nó là vô thường, là sinh diệt, không có chắc chắn. Thì cái thân này rồi chúng ta sẽ bỏ trở lại. Thành ra quý vị nhớ chuyện mà bốn bà vợ của ông trưởng giả đó, phải không nè. Tiền bạc sẽ bỏ, thân quyến sẽ bỏ, thân xác sẽ bỏ, và tất cả đều bỏ lại hết, chỉ đem theo cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp này cũng thay đổi. Thì nghiệp là cái gì? Là tâm, là thân, khẩu, ý tạo tác trong suốt một đời. Mà thân, khẩu chỉ là công cụ của tâm. Cho nên cái tâm sinh diệt thay đổi từ niệm này qua niệm khác, mà mình chấp nó là mình thì đó là một loại ngu si. Thì vị Phật tử đó mới hỏi thêm câu thứ hai, như vậy thì nhà Phật làm sao để giúp chúng sinh để đối trị với cái khổ, cái vô si, ngu si, cái vô minh này? Thì tôi xin giải đáp bằng một thí dụ. Thí dụ mà tôi hay dùng để nhắc các Phật tử là thí dụ bàn tay đã mất, nhớ không? Có một anh chàng thanh niên đó trên đường đi thi hành nghĩa vụ quân sự, anh ta làm gãy và rớt bàn tay, mất tích ở chiến trường, đi về dưới còn có một bàn tay thôi.
Như vậy mà trong những đêm hôm khuya khoắt thì anh lại nằm và thấy nhức nhối ở cái chỗ nó đã mất rồi. Tức là cái tay anh còn có cái chì ở trên thôi, ở dưới này không có, mà lại thấy nhức ở cái chỗ này. Thì đây là cái bệnh rồi, y học gọi là bệnh tưởng. Ban đầu á thì anh còn tỉnh táo biết đây là bệnh tưởng, nhưng mà sau lần lần á, nó ám ảnh đến nỗi anh tưởng là bệnh thiệt, cho nên đi gặp bác sĩ. Thì bác sĩ mới hỏi cho anh đau ra sao, thì anh đáp là tôi đau nhức ở bàn tay mặt, ngủ không được. Bác sĩ nói đưa cái bàn tay đó ra ta coi. Thì anh mới quay trở lại kiếm cái bàn tay để đưa cho bác sĩ bắt mặt thì kiếm không ra. Cho nên anh thưa, dạ bàn tay tôi nó rớt ở chiến trường lâu rồi. Bác sĩ mới cười, bàn tay không có thì cái bệnh đâu có, mà bệnh không có thì cần gì đến thuốc. Thì từ đây anh chàng này hết bệnh, thấy không nè. Thì cái loại này á, là tôi thí dụ là cái loại mà thượng căn trong nhà thiền. Khi gặp một lần thiền hữu tri thức chỉ bảo cho cái ngã không thiệt thì vị này liền hết bệnh. Trường hợp như tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị ngồi trước mặt quý vị đó. Khi ngài gặp ngài Huệ Xã, ngài Huệ Xã nói tâm con bất an, xin thầy chỉ con phương pháp an tâm. Như vậy thì cái chấp của ngài Huệ Xã đây là chấp tâm lòng mình, phải không nè. Phàm phu thì chấp thân, đạo nhân thì chấp tâm. Tại vì mình biết cái thân này sẽ sinh diệt rồi chết đi, nhưng mà cái tâm của mình là những cái suy nghĩ, nói năng, hành động đó, động cơ điều khiển mình hoạt động hàng ngày đó, thì cái đó là tâm của mình. Thì ngài nói tâm mình bất an, vui buồn, giận ghét, hỉ nộ, ái ố, chi phối nó suốt ngày nè, thì xin thầy chỉ con làm sao cho cái tâm nó an. Tại vì mục đích tu là tâm an tịnh. Thì ngài Huệ Xã không có dạy à niệm Phật, trì chú, tụng kinh như mình bây giờ, mà ngài bảo thế này: ngươi đưa cái tâm bất an nó ra đây, ta sẽ vì ngươi mà an tâm cho. Thì khi đó ngài Huệ Xã ngài mới quay trở lại, ngài kiếm cái bất an nó đưa ra thì kiếm không ra. Cũng như mình than à, thằng cả con mẹ, cái đám người này người kia làm khổ tôi, mà hỏi nó đâu rồi thì ta đi mất tiêu, mà mình cõng họ ra tới đây làm gì, quý vị thấy rõ chứ. Như vậy thì cái gọi là tâm đó chỉ là những hình bóng nối tiếp với nhau quá mau, cho nên chúng ta tưởng như một dòng liên tục, nhưng mà thật ra nó chỉ là những hình ảnh rời rạc nối kết với nhau bằng những niệm thương ghét giận hờn, gọi là lục dục thất tình, và làm cho mình bất an. Thì khi ngài Huệ Xã tìm lại bản tâm thấy nó không có, cũng như bây giờ mình đang buồn, mình tìm lại có cái buồn ở đâu, thì ngay lúc tìm đó cái tâm nó có cái sự vắng lặng. Cho nên lúc đó ngài tỉnh sốt, thì Huệ Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói thêm: như vậy ta đã vì con mà an tâm rồi. Tìm không ra có nghĩa là nó không có, mà không có thì cái đau không có, mà đau không có thì làm gì có thuốc. Cho nên hạng bệnh nhân này một lần gặp Phật và Tổ là xong, không còn đau khổ nữa, thì hạng này gọi là hạng thượng căn. Quý vị hiểu chứ? Và trong nhà thiền hạng này rất nhiều. Trường hợp chẳng hạn như ngài Tăng Sáng, khi gặp Tổ Huệ Xã, ngài nói rằng ngài bị cùi, bệnh dễ lỡ cùng mình hết. Và người nào bị như vậy thì nghĩ rằng nghiệp mình nặng. Cho nên ngài đến gặp Huệ Xã và nói rằng: con nghiệp chướng nặng nề, thân thể dễ lỡ, xin thầy chỉ con phương pháp sám hối. Thì đó là pháp tu thông thường của Phật tử. Phật tử thấy mình nặng nề, hoặc mắc nợ, hoặc là bị ai chửi bới, hoặc là bệnh hoạn, thì nghĩ rằng nghiệp nặng, thì đến xin thầy chỉ phương pháp. Thì ông thầy chỉ nói thế này: đưa cái nghiệp đó ra đây ta coi. Thì mình cũng không biết cái nghiệp nó nằm ở đâu, nghe người ta nói bắt chước nói theo chứ có biết nó nằm ở đâu đâu. Cho nên ngài Tăng Sáng mới nói: dạ bẩm, con kiếm nó không ra. Thì ngài Huệ Xã mới nói: nếu như kiếm không ra thì ta đã vì như mà sám hối rồi. Chỉ ngay một chút xíu đây là đại ngộ, có nghĩa là thấy cái ngã không thiệt. Nghiệp là thói quen của ngã, đáng nè, thân khẩu ý hàng ngày, mà ngay bây giờ mình tìm nó không ra. Tìm không ra có nghĩa là nó không có thiệt. Cũng như giấc mơ, khi nằm mơ thì có, mà thức dậy kiếp thì không có. Nằm mơ thấy trúng số 5 triệu, thức dậy mừng quá lật gối lên kiếm không có cách nào hết trơn, là tại vì 5 triệu nó không có thiệt. Thì ở đây cũng vậy, bao giờ khám phá ngã không thiệt, thân này không thiệt, tâm này không thiệt, thì ngay đó đại ngộ. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì đó là hạng thứ nhất. Bây giờ hạng thứ hai đến, thì bác sĩ cũng bắt mạch kiểu đó, nhưng mà ông này cãi: tôi đau, ông là thầy thuốc thì ông phải có thuốc trị đau chứ. Làm rằng bàn tay không có mà tôi đau nhức hàng ngày nè, làm ra đưa cho tôi thứ thuốc, tôi trả tiền cho ông đàng hoàng. Thì bác sĩ đành đưa hai thứ. Thứ gói này đó là uống ngày ba lần khi bụng no,
gói này á, là để thoa, đau đâu lấy thoa đó. Đó là lúc bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, hả, thấy đau là thoa chỗ đó. Ông bệnh nhân này đi về mừng lắm, trả tiền đàng hoàng, uống thì dễ rồi, bỏ vô miệng, mà thoa, thoa chỗ nào. Thành ra khi nhất anh ta thức dậy mới là phết thuốc, nhưng mà không có chỗ để phết. Cho nên ngồi lây quay một chút, cái anh ta mới khám phá ra, ông thầy này, ông gạt mình lấy tiền. Cái bàn tay không có, làm sao mà có chỗ thoa thuốc. Cho nên anh mới học tóc chạy đến phòng mạch, nói, ông trả tiền lại tôi, ông đừng có gạt tôi cái kiểu này. Cái bàn tay tôi không có, làm sao mà tôi xuất thuốc. Thì bác sĩ mới nói, bàn tay không có thì bệnh làm sao có, ngay chỗ này anh kẹt hết bệnh. Cái gì hiểu chứ. Thành ra đọc trong thiền sử, người đệ tử đến đòi năn nỉ xin tu, ông thầy không cho. Ông năn nỉ riết thì ông thầy mới nói thế này, ta không có chỉ đâu, chỉ sau này ngươi đại ngộ ngươi chửi ta, thấy không? Mà thiệt sau khi ngộ rồi luôn luôn kiếm ông thầy thôi, và nói thế này, từ đây về sau tôi không có bị miệng ông hòa thượng nào gạt hết. Gạt là cho thuốc mà không có chỗ thoa, thì chúng ta cũng vậy, ngã đã không có, bàn tay không có thì không có chỗ xuất thuốc. Ngã không có thì làm gì có một cái pháp để cái ngã nó dụng công tu. Cái gì hiểu chứ. Nhưng mà mình đòi, cho nên các ngài mới đưa cho một cái pháp tu. Và tu cho đến bao giờ thấy rõ cái ngã không thiệt rồi thì cái pháp cũng không. Cho nên chỗ mà Đại Thừa nhấn mạnh là ngã pháp câu không. Các Phật tử hiểu chỗ này nè. Thì cái giác ngộ này hơi chậm hơn, nhưng mà kết quả cũng y hệt như anh Giạc thứ nhất. Qua trường hợp thứ ba là trường hợp này nan y. Anh này cái gì cũng biết hết, lý sự cùng mình. Nó con biết hết rồi, bàn tay không có thì đau không có, thuốc không có, nhưng mà nhất. Cho nên rên tứ sự tối ngàn. Thì ông thầy mới nói thôi bây giờ đừng rên nữa, nín đi, kể cho tôi nghe. Anh đau nhất suốt ngày đêm phải không? Bệnh nhân nói dạ. Hỏi có khi nào không đau không? Ông nói dạ tôi con á, ưa nghe cải lương lắm. Gặp cái tuồng nào mà con nghe hay quá, nó trúng cái tủ của con là con thấy đớp đau. Mà hả giảng tuồng rồi con đau lại. Rồi con nghe cắt xét mà cái khúc nào hay quá thì con không thấy đau, mà cái khúc nào thuộc lòng rồi con đau lại. Rồi con coi video cái tuồng nào hấp dẫn con quên đau, quên rên. Mà khi nào á mà cái tuồng đó thuộc lòng rồi con rên trở lại. Thì ông thầy nói bây giờ toa thuốc của anh đi nè, về nhà có tiền đi mua cải lương, coi cải lương. Không có tiền mua băng về nghe, coi video gì cũng được. Lúc nào đau quá mở ra coi, đừng có rên mệt lỗ tai người ta dữ lắm. Thì anh chàng này về nhà nhờ vậy, cho nên thân nhân anh báo cáo, dạ từ hồi nó coi video hay nghe cắt xét tới nay nó đỡ rên, ở nhà mới làm công chuyện được, chứ không lúc nào nó cũng rên rỉ than thở hoài. Thì hạng bệnh nhân thứ ba đây là mình cứ than sao khổ quá, con chán đời quá, con mệt mỏi quá, con bất an quá, rên rỉ xung quanh ta bủng rủng tay chân ta làm không được. Thì lại cho nên người ta mới tống cái đương sự hay rên nó tới chùa thầy độ dùm, nó làm tụi con hết đường, đó là không có sống với nó được, làm ăn gì được, nó rên rỉ than thở hoài. Ông thầy mới hỏi con quy y chưa, nó dạ chưa, nó vô đây thầy cho cái pháp danh đổi cuộc đời mới nghe, cô này tên Bông giờ đặt tên Diệu Hoa. Rồi hỏi nhà có bằng Phật không, nó dạ có, chưa có. Thôi thôi thỉnh Đức Phật gì ăn vậy, con ưa Đức Phật nào, vấn đề là Trị Ma, Đức Bổn Sư là khai sáng ra đạo Phật, Đức Quan Âm là tầm thân cứu khổ, đòi gì có nấy, Đức Di Đà là bảo đảm sau khi chết sẽ về trên đó, bây giờ thờ thế nào? Thì người bệnh nhân này thờ, có khi muốn bảo đảm thờ đủ hết trơn, nghĩa là cái bàn Phật muốn sụng dưới một đống tượng dưới chân. Còn nếu mà không có tiền thì thờ Đức Thích Ca và Di Đà, thêm nữa là Phật Bà, tại Phật Bà chắc gần gũi và thông cảm với chúng sinh hơn. Rồi sau khi thờ rồi, ông thầy mới hỏi hôm nay nó hết rên chưa? Nó dạ đỡ đỡ chứ cũng còn rên dữ lắm. Thầy nói thôi sắm chuông, sắm mỏ nghe không? Chuông để bên mặt, mỏ để bên trái, rồi bông hoa. Một ngày đó tụng kinh Phổ Môn đi con, tụng cái này phước dữ lắm, tụng Phổ Môn tấn tài tấn lộc cầu gì được nấy. Cái rồi họ về họ tụng, tụng cái thời gian im đỡ rên, đến khi mà thuộc lòng bộ Phổ Môn là thân nhân báo cáo dạ nay rên nữa rồi. Thì nó tụng Di Đà đi, tụng Di Đà siêu nghiệp dữ lắm, rồi tụng Di Đà mà thuộc Di Đà rồi mới bắt đầu rên. Thì thôi học Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm dài hơn, mà Lăng Nghiêm tụng thời gian rồi bắt đầu đó là miệng tụng, tai quánh mỏ, mà tâm bắt đầu lo ra rên khổ nữa. Hấp qua tiêu diệt dữ lắm, mà tụng kiếp sau đẹp, nó là qua hậu thế giới là kiếp trước nhờ tụng pháp qua, mà người nào giọng mà như là chuông đồng cũng nhờ tụng pháp qua đổi. Bây giờ pháp qua tụng thuộc rồi rên nữa, dược sư
Địa Tạng nè, Niết Bàn, Quan Nghiêm, có đủ thứ chắc cả tủ đó, miễn làm sao thì đỡ rên cho tao làm công chuyện. Cái gì hiểu chứ? Trì chú niệm Phật tụng kinh là đối với cái hạng bất trị này, mà hạng này là chiếm hết 99% rồi. Thành ra quý vị đi đến đâu cũng nghe chuông mỏ lóc cóc tụng niệm hoài, để cho nó đỡ rên, đỡ khổ đi. Và lần lần khi mà tụng niệm như vậy, bao giờ nhất tâm bất loạn, tâm được yên tĩnh rồi, khám phá được ngay cái cội nguồn là ngã không thiệt, bàn tay không thiệt, thì mới dứt hẳn ra. Thì tất cả những cái cách mà phương tiện đó gọi là tầm chi chức diệt. Thì ngài Quyền Giác này đưa tay ngài đầu hàng, ngài nói tôi nói cái này là tôi nói với hạng thượng thừa, còn tích diệt tầm chi sao tôi nói không nổi rồi, ngã bất năng. Quý vị hiểu chứ? Thành ra mình mà thuộc về con đường tích diệt tầm chi nghe chỗ này mình không rớ tới được, tại vì ngài đã thú nhận trước rồi. Tích diệt tầm chi ngã bất năng, nghĩa là tôi bùa dưới cái hạng này nó rên quá rồi, tôi không thể nào có thời gian nói được. Tôi biểu nó về tụng kinh niệm Phật thì chú đi, đó là cái hạng chúng ta đang thực hành đây. Câu thứ 9, Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắc. Mình có một hạt châu mani, mà hạt châu này hồi xưa gọi là hạt ngọc ước đó, nhưng mà người không biết. Trong cái kho Như Lai á, tàn đó, tự mình thâu đắc. Như Lai tàn là kho Phật, mỗi người đều có một Như Lai tàn, tự mình nhận lấy hạt ngọc ước này. Sáu đường thần dụng không bất không, khi mà nhận được hạt này rồi đó, thì chúng ta có sáu loại thần thông. Tuy là không nhưng mà thật ra là chẳng không. Một điểm viên quang sắc mà phi sắc. Thì nghe ngài khoe là mình có hạt châu, và vị nào tụng kinh pháp qua rồi đó thì thấy trong đó cũng nhắc tới nhắc lui về cái thí dụ cùng tử. Nói rằng có anh chàng đó đi đến nhà bạn chơi, người bạn thấy quần áo rách rưới quá cho nên lấy một hạt kim cương coi như vô giá và cột ở chéo áo anh, định bụng rằng khi anh trở về có viên ngọc đó anh sẽ trở nên giàu có. Không ngờ anh chàng này trở về rồi cũng đi ăn xin rày đây mai đó, nghèo cùng khốn khổ mà quên rằng chéo áo mình có viên ngọc. Lưu lạc xuống mấy chục năm trời gặp lại người bạn cũ, người bạn ngạc nhiên quá nói rằng tôi đã cho anh viên kim cương mà tại sao mà anh không xài. Thì người này nói đâu tôi đâu có thấy, mới lật cái chéo áo lên, viên kim cương vẫn còn đó. Cho nên anh ta bán ra mua nhà cửa xe cộ và trở nên giàu nhất xứ. Như vậy thì trong ví dụ đó, các vị hồi thời Phật muốn ví dụ rằng mỗi người có một viên ngọc. Từ viên ngọc đó có thể lưu xuất hết tất cả những gì thế gian mơ ước mà chúng ta không biết xài. Đến khi gặp Phật hay thiện hữu tri thức chỉ cho viên ngọc thì khi đó mình có thể xài được. Viên đó gọi là mani, mà mỗi người tự nhận lấy chứ không thể ai xài dùng được. Phải không? Vậy quý vị có ham viên ngọc này không? Mình ham dữ lắm chứ, phải không? Lúc mà tôi mới vô chùa tu vào khoảng năm dưới 20 tuổi đó, các vị tôn tốt mới dạy tôi niệm Phật. Tôi hỏi niệm Phật đây chi? Thì quý vị mới nói tụng trong Di Đà thì biết niệm gì. Thì tôi đọc trong đó thấy rằng ở trên cõi cực lạc á, đất á, thì bằng vàng bạc lưu ly pha lê ca cừ xích châu mã nộ não san hô hổ phách, cây cối và chim chóc đều bằng vàng bạc hết. Cho nên mình gán niệm về trên tên đó ở nó sung sướng hơn. Thì khi đó tôi mới nêu lên câu hỏi, ở trên mà vàng mà đổ đầy đường như vậy thì con lên trên đó xài sao được, mà ở dưới này mà có một cục còn hơn là trên đó có một bồn. Nếu Đức Di Đà mà tử tế cho con ngắt cái lá trên đó ha, lụm cục sỏi dục xuống này, con xài cả nước con phải đỡ không? Và câu hỏi đó không được trả lời mà tôi bị phạt sám hối một tháng vì cái tội dám hỏi sắc mé như vậy. Nhưng mà thật ra khi tôi đã nghi như vậy thì chắc quý vị cũng nghi, phải không nè? Ê, chúng sinh cũng có cái bệnh giống nhau. Tại sao tôi cứ thắc mắc hoài, Phật quyền ngăn phép cả, sao không lụm cho mình vài cục thải xuống đây nó đỡ biết bao nhiêu, mình bán ra mình xây xài, phải không? Rồi mình cho cứu giúp những kẻ bần hèn, cái này hứa phải về tuốt ở trển, mà đổ trển đầy đường đầy đóng về trển có cũng như không vậy, cũng như sỏi cát dưới này ai mua đâu mà mình bán. Thành ra nếu Phật tốt và có lòng tốt thương chúng sinh, thảy cho mình vài cục. Thành ra tôi muốn kiếm cái bản kinh nào nói mà niệm hay hoặc là tụng một hơi mà nó quá vàng quá bạc ra trước mặt thì cái này tôi tụng. Và hồi xưa tôi nêu lên những câu hỏi đó thì chỉ bị phạt bị rầy chứ không ai giải đáp. Nhưng mà hơn 20 năm trôi qua từ khi tôi thắc mắc như vậy, đến sau này đọc cái sử của Bàn Long Quẩn, khi ông ngộ đạo rồi ông đã chở hết gia tài đổ xuống sông, tôi tiếc ơn là tiếc.
Tôi nói ngộ thì ngộ, chứ cái đó phải đem cho viện dưỡng lão, viện tế bần hay nhà thương thí ha, giúp chỗ này chỗ kia, cho mắt gì đem đổ xuống sông đi. Thành ra tôi cũng hơi tức cái đó. Rồi tôi thấy Đức Phật cũng vậy, khi mà rời hoàng cung đó, vàng bạc châu báu chất đầy hết thì thôi cất đó đi, rồi tới hồi mà ngày về sau ngày không xin vua Tịnh Phạn ít để mà bố thí kẻ cô bằng chứ, rồi đem bỏ hết, rồi chinh chiến rồi thất lạc phải nó uổng không. Thì mình bây giờ pháp mình cũng muốn học, đạo mình cũng muốn tu, nhưng mà vàng bạc phải giữ chứ, cái gì có thấy đâu mà. Thành ra tôi hồi xưa tôi quan niệm như vậy. Và nghe nói rằng mình có hạt châu mani mà xài không hết, mình nó nằm chỗ nào, nó có giá trị bằng mấy viên kim cương 10 carat, 20 carat hay không? Nếu mà có, cái đó xài vẫn hơn chứ. Thì mình thấy ở thế gian nè, chỉ cần dùng cục vàng ra thôi á, là cả trăm người đâm chém nhau để giành. Nữa là bây giờ, ví dụ như mình tô mà Phật cho mướn đi, đó là đứa nào tu giỏi được 100 ngày, 200 ngày, Phật cho cục vàng, thì thiên hạ xúm nhau tu, mắt chi đem đổ xuống sông. Cái gì thấy không nè. Nhưng mà sau đó khoảng chừng nửa đời người trôi qua rồi, mình mới thấy rõ người xưa có lý tại sao đem vàng bạc châu báu đổ xuống sông. Tôi kể câu chuyện, mà chuyện này chị nào học trước thì đã nghe hoài, bữa nay tôi kể để tặng quý vị mới. Tại vì Phật tử miền quê rất là ít tiền, lâu lâu mới tới thăm chùa. Mà nếu bữa nay tôi nói cái chuyện mà trực tiệt căn nguyên thì quý vị về không nhớ gì hết. Thì câu chuyện này để giải đáp cái bệnh mà hồi xưa tôi mơ ước Phật sao không dục vàng bạc xuống cho mình á, mà dục pháp khó tu hơn là xài vàng cái gì. Câu chuyện này tôi đọc trong truyện cổ Ấn Độ, là hồi xưa đó có một anh chàng ngư phủ rất là sống rất là đạm bạc, giàu thì không bằng ai nhưng mà không đến nỗi túng thiếu. Mỗi ngày anh đi chài lưới, bà vợ ở nhà nấu cơm, chăn gà vịt và trồng rau trong vườn, con trai cày ruộng, con gái dịch rưỡi, tức là ai cũng có công ăn việc làm hết, đổ mồ hôi lao động ra để kiếm sống. Cho đến một hôm thì có một vị nữ thần đến đưa cho anh chàng ngư phủ này 4 viên ngọc, nhờ đem tặng ông vua. Vì ông vua là một vị minh quân, cho nên thần nhân ở trên trời đó cảm động và ái mộ nên đem tặng quà. Thì 4 viên này không phải để đeo toàn thân chơi, mà là để thuộc về hàng mani này, nghĩa là cầu được ước thấy. Thì anh chàng ngư phủ này là một lương thần dân rất lương hảo, cho nên thay vì xí 4 viên ngọc đó xài riêng thì anh mới đem đưa hết cho vua và kể công dụng từng viên ngọc một. Viên thứ nhất á, là ước ra đồ ăn thức uống, chẳng hạn như sáng nay mình nói là bữa nay tôi muốn ăn cà ri gà chứ uống xá xị, thì vừa ước xong cái là nó hiện ra cà ri với xá xị cho mình ăn uống. Ăn no rồi mình nói bữa nay tôi bữa ăn tới đây là xong rồi, thì tự nó biến mất khỏi rửa dẹp lau nồi gì hết. Đó là đồ ăn thức uống. Viên thứ hai đó là mình nói tôi muốn bận cáo đầm màu hồng, mà cái kiểu mà mới nhất hộp thời trang nhất ở Sài Gòn, cái tự nhiên mình thấy có cái áo đầm hiện ra nó vừa xích vô mình. Mà người nào mà xấu quá đó, thì bận vô cũng thành đẹp, và nó sẽ có những cái đồ trang sức toàn ten lủng lẳng cho nó hộp thời trang với cái áo đầm đó nữa. Và son phấn cũng nó tự nó trang điểm cho mình, y như là mình đi vô một cái tiệm mà uống tóc trang điểm cô dâu mà tân thời nhất vậy. Đó là ra thức mặt và sắc đẹp. Viên thứ ba đó là khi nào mình làm chủ được nó, mình sẽ không bị bệnh hoạn, người ta quánh mình không trúng, đâm chém không chết, và luôn luôn có sức khỏe. Tại vì sống phải có sức khỏe mới có hạnh phúc chứ. Và nó viên này ra sức khỏe và bảo vệ tánh mạng, binh khí chiến đấu cho mình. Riêng viên thứ tư thì vàng bạc châu báu cần bao nhiêu nó tuôn ra đầy đủ, rồi không cần thì nó cất ở đâu đó, khỏi cần giữ ngân hàng, khỏi sợ ăn trộm ăn cướp gì hết. Thì bốn viên này là tượng trưng cho bốn điều mơ ước của thế gian, là ăn, là mặc, là sức khỏe, là tiền tài. Chàng ngư phủ đem hết giao cho ông vua, thì ông vua là một vị minh quân, cho nên thay vì thâu hết bốn viên ngọc thì ông nghĩ rằng người nào làm chủ một trong bốn viên ngọc này sẽ làm bá chủ thế giới. Mà anh chàng này đi đến đưa, không có xài trước, không có thử trước, anh ta đáng để được thưởng một viên. Cho nên ông nói là cho quyền anh chàng này được nhận một viên. Thì anh chàng mới nói là nhà thần có con trai, có con gái, có vợ thần nữa, thành ra không biết họ ưa như nào, thôi cho thần về hỏi. Anh chàng mới xin gia hạn nửa tháng để về nhà hỏi, về nhà hội họp hết thành viên trong gia đình. Thì bà mẹ phát biểu trước,
Bà nói theo tôi đó, tôi thấy cả thế gian này đâm chém nhau chẳng qua là dành ăn, chiến tranh chẳng qua là ăn, và suốt ngày quần quật làm cả ngày chỉ để nuôi cái lỗ miệng. Cho nên tôi thiết thực nhất, ông chọn cái viên té đồ ăn thức uống đó. Quý vị thấy đúng không? Mình làm từ sáng tới chiều, có khi làm ca đêm nữa, là để ăn thôi à. Ăn có chút xíu mà làm cả ngày thì thôi chọn cái viên đó cho nó khỏe. Thì bà mẹ rất là thiết thực. Thì đám con gái nó mới la lên, nó nói má mập như cái thùng tôn nô rồi mà cứ ăn hoài. Tụi con chẳng thà ăn cháo với muối mà được cái dáng liễu rũ, cái dốc hoa và được quần áo đẹp. Thì cái này hỏi mấy cô thiếu nữ thì biết, có thể nhịn đói nhưng mà để tiền mua dưa leo đắp cái mặt cho nó mịn màng chút, phải không nè. Do đó cho nên đám gái đòi hỏi là kiếm ra cái, chọn cái viên ngọc mà té ra quần áo mặc và đẹp đẽ hơn, cũng như là đồ son phấn trang sức. Thì khi đó đám trai nó mới xí, nó nói là đúng là đặt bạn gái ăn với mặt. Tụi con sắp lên đường thi hành nghĩa vụ nè, vài bữa tụi con ra ngoài xa trường phải có binh khí chiến đấu, phải có một cái gì bảo vệ tính mạng, bảo vệ tấm mạng tụi con, có nghĩa là bảo vệ cả quốc gia này. Nếu mà bây giờ mình có đồ ăn, có thức mặc mà ngoại xâm nó đến nó giết mình, thì lúc đó mình có ăn nhàn hạnh phúc hay không? Phải bảo vệ cái đời sống an ninh cho toàn dân và cho mình chứ. Chọn như thứ ba là ước muốn của một cái người anh hùng và cái người có trí. Thì khi đó bà mẹ bà Sùng bà nói, tao nói cho mày biết, con gà không thể nào mà khôn hơn con gà mẹ được hết, cái trứng không khôn hơn con gà. Thì bây giờ đó, nếu mà ai mà chọn cái viên nào khác cái viên của tôi yêu cầu á, thì từ đây về sau đừng có dòm mặt tôi. Và bà thi hành bằng cách chung vô buồn, cách chiếu nằm chẳng không nấu cơm. Đám con gái nó mới ghen, nó nói là nếu mà má ba mà chọn cái viên nào khác của tụi con yêu cầu đó, thì tụi con từ đây về sau tuyệt thực. Thì ông cha giảng hòa, ông nói có tiền mua tiên cũng được, mình chọn cái viên ra tiền bạc đó. Thì bây giờ má mày muốn ăn cái gì, ta kêu phổ phi bưng tới tận nhà. Con gái muốn sắm cái gì, ba mua cho. Con trai muốn học văn, học võ, muốn có khí giới nào á, hoặc là muốn khỏi đi lính, ba bỏ tiền ra ba lo. Phải viên thứ ba, thứ tư đó. Thì bà vợ bà nói, nếu mà ông mà kêu phổ phi nó bưng tới tận nhà, nó hỉ mũi vô chồng, ông cũng phải rớt ông ăn, chứ sao ông kiểm soát được. Phải không nè. Và cái gì mà con người mà nấu thì đâu có ngon bằng thần nhân. Thành ra tôi nói cho ông biết, tôi dứt trí rồi, chọn cái viên ra đồ ăn đó. Cái từ nay về sau tôi không thèm nấu cơm nữa. Nghĩa là tôi làm mọi, cả ông và bầy con nó khổ quá cả đời rồi. Bây giờ đến những ngày cuối cùng tôi ước mơ khỏi nấu nướng mà ta cũng không làm vừa lòng. Thành ra bà sóc bà nằm trong buồn. Đám gái nó nói, nếu có tiền mua son phấn quần áo thì ai cũng mua được. Mà tụi con sinh ra không được đẹp và không được là hoa hậu của sống này, thì phải có cái sức của thần nhân, tụi con mới thành mặt hoa giao phấn, mới biến xấu thành đẹp. Thành ra bây giờ nếu ba chọn cái viên nào thì từ đây về sau đừng có thấy mặt con chết cho ba vừa lòng. Cái nó rút ra mẹ nằm khóc ngoan. Đám con trai thì nó đập đồ đập đạc, nó làm áp lực mạnh hơn. Nó nói để từ đây, để tụi con đăng lính con đi chết liền cho ba má với anh chị vừa lòng. Thì ông cha ông khổ quá, ai cũng khư khư cái ý của mình hết. Cho nên ông mới đặt đặt đậu nón đi thiệt lẹ lên gặp ông vua. Ông vua hỏi sao khanh chọn viên nào. Thì ngư phủ than thế này, bệ hạ ơi, ngày thường khi bốn viên ngọc hạnh phúc đó chưa vô nhà thần, thần đi chài lưới, con trai cày ruộng, con gái dệt cưỡi, giờ ở nhà nấu ăn chăm lo giường tược nhà dệt, không phải là hạnh phúc của thiên thần, nhưng mà là hạnh phúc của cõi người, khi mọi người biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau và không đến nỗi bệnh hoạn nằm liệt giường, không đói và không lạnh. Vậy mà bốn viên ngọc này vừa hiện ở trong nhà thần, thì hai ngày nay bà vợ không nấu cơm, con trai không chịu đi cày ruộng, con gái không dệt cưỡi, người nào cũng cằn nhằn cử dữ và đòi tự giận chết hết. Thành ra bốn viên ngọc đó được gọi là hạnh phúc, nhưng mà nó mang tai họa cho nhà thần. Thần chỉ xin yêu cầu, nếu đây là phép lạ của thần nhà linh, thì xin một điều duy nhất, sau một đêm ngủ thức dậy, tất cả mọi người quên những việc đã trải qua, để thần đi chài lưới, con trai cày ruộng, con gái dệt cưỡi, người vợ săn sóc chuyện nhà, rồi sống rất bình thường, nhưng biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không sân hận, không bị chi phối vì lòng tham, và không quá ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình. Đó là hạnh phúc mà thần ao ước. Thì lúc đó ông vua ông nói, chà, bốn viên ngọc này mới vô nhà Khanh là một gia đình gương mẫu, mà nó còn quậy cỡ đó, nó vô hoàng cung đây nó còn tác quái tác quái tới bực nào nữa. Thôi Khanh làm ơn cho trót, kiếm bà thần nó trả lại bản.
và kêu bà thôi để Trần Giang lo chuyện Trần Giang, thiên thần đừng có xuống đây nữa, nó rối dữ lắm. Con người dưới này nó rắc rối chứ nó không phải như ở trên tiên cảnh. Thành ra Ngư Phổ mới đem bốn viên ngọc trả bà thần. Bà thần thấy lòng tốt của mình bị hiểu lầm và bị người ta khi dễ, bà giận quá, bà lên trời bà kéo mây. Cho nên tới bây giờ mình đành phải tìm hạnh phúc bằng 10 ngón tay của mình, chứ không có ông thần nào dục nọc ước xuống đây hết. Như vậy thì quý vị thấy qua câu chuyện đó, dân tộc Ấn Độ muốn nhắn nhủ chúng ta cái gì? Hạnh phúc không phải là được ăn, được mặc, được sức khỏe, được tiền bạc như chúng ta mơ ước. Mà hạnh phúc ở đây là chúng ta biết thương yêu, tha thứ, đùm bọc lẫn nhau, lòng không bị chi phối bởi sự tham lam, sự sân si, sự ích kỷ. Đó là hạnh phúc, đó là viên ngọc mani mà Đức Phật chỉ cho mình, phải không nè? Thành ra đâu phải có vàng bạc mà được hạnh phúc. Những vị không có tiền thì nghĩ là có vàng bạc mới hạnh phúc, nhưng mà biết bao nhiêu người cổ từ đầu tới đuôi đeo không biết bao nhiêu là vàng bạc tới đây rên với tôi đây, đó nè. Rồi có những người rất đẹp mà đi đến đây cũng than, rồi có những người rất giàu cũng than, những người học rất giỏi cũng than. Như vậy thì cái hạnh phúc ở đây á, nó nằm ở chỗ là làm sao nội tâm an tịnh. Đó là duyên châu mani của mình. Chỗ này nhà thiền gọi là tâm bình thường, hay là kinh điển nguyên thủy gọi là niết bàn, tức là tâm không còn chi phối bởi tham sân và si. Thì lúc đó không phải là chúng ta biến thành cây gỗ, mà lúc đó chúng ta ở trong một trạng thái rất là yên tĩnh. Yên tĩnh nhưng mà biết rõ, cho nên gọi là trí huệ, biết, tịch và tỉnh. Và người ta không nhận rõ cái này nó nằm nơi mỗi người mình. Và sau khi nhận được hạt châu này rồi thì khi đó chúng ta có thể sử dụng. Vì tâm yên tĩnh cho nên trí huệ sáng suốt và bình tĩnh ứng biến với những biến động của đời sống, cho nên người này làm cái gì dễ thành công. Quý vị thấy Đức Phật học văn cũng hơn người, học võ cũng hơn người, và khi làm qua nghề gì hành gì Ngài cũng tuyệt luôn hết. Tại vì vì sao? Tại vì tâm Ngài yên tĩnh. Một người mà tâm bị chi phối bởi tham sân thì học cũng không vô, và làm ăn hay thất bại là gì? Thân một nơi tâm một ngã. Còn nếu mà tâm chúng ta bình tĩnh sáng suốt thì khi đó chúng ta làm cái gì cũng thành công. Quý vị hiểu chứ? Cũng như một cái hồ nước đã trong rồi thì mình dặn cái vòi nào nó cũng trong hết. Thì trong nhà Phật gọi rằng chánh báo ra sao y báo là vậy. Ta nói theo ngôn ngữ của ông bà mình là người làm sao chim bao thì vậy. Người mà khỏe và an lạc thì giấc mơ lầm, người mà mệt mỏi và khổ thì giấc mơ dữ. Cho nên tất cả cảnh đời chúng ta là do bản tâm mình biến hiện. Tâm mà bình rồi thì thế giới bình, tâm mà bình hạnh phúc rồi thì bên ngoài hạnh phúc. Cho nên Đức Phật không gửi ngân hàng, không bọc theo cục vàng nào hết, mà Ngài đi đâu cũng được người ta cúng dường, tôn là thầy của trời người. Còn mình á, lớp của chìm của nổi gỡ tới gỡ lui mà lúc nào cũng rên rỉ than thở hết, là vì chúng ta không hiểu được mani châu này là cái tâm thanh tịnh. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì cái hạng Như Lai Tạng này, tức là cái vốn liếng kinh nghiệm chúng ta sống một đời đó, mà khi một người mà hiểu biết rồi đó thì người này có thể xài hoài không hết, làm lợi mình và lợi người, cái đó gọi là Như Lai Tạng. Còn nếu mà chúng ta chưa còn mê thì gọi đó là tri kiến chúng sinh, phải không? Như vậy thì Như Lai Tạng cũng đó, mà tri kiến chúng sinh cũng đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi đem cái vốn liếng mà tôi giảng dạy về Phật Pháp từ đâu mà ra, tức là tôi đọc chuyện cổ, tôi học hành, tôi giao tiếp người này người kia để đem ra dạy quý vị, đó về về Phật lợi. Nhưng mà giả sử như tôi mê thì khi tôi chửi lộn ai, tôi cũng đem những cái này tôi ví von cho người đó nhức mình chứ, phải không nè? Thì ăn thua cái cách sử dụng của mình. Quãng đời mình kinh qua, cái kinh nghiệm mình trải qua nó thâu lại gồm những kinh nghiệm. Mà người này nếu mà giác ngộ rồi hay biết cách sử dụng thì làm lợi mình lợi người, còn không biết thì hại mình hại người. Quý vị hiểu chứ? Một cái dao mà vô tay cái người chấm ông công an thì trở thành cứu dân cứu nước, mà vô tay bọn ăn cướp thì trở thành hại dân hại nước. Như vậy thì cũng là con dao đó bén chừng nào thì cái lợi và cái hại nó cũng nhiều chừng đấy. Vô tay ông công an nó thành khí giới hữu hiệu để bảo vệ người dân, mà vô tay ăn cướp thì nó là giết dân, phải không? Cho nên cũng là một cái kho kinh nghiệm đó mà Phật xài hoài không hết. Cũng là cái kho kinh nghiệm đó mà mình xài làm cho ai cũng né mình như né cái bụi chân rồng á. Là gì?